Anh Tiến ơi, anh Tiến ơi, đây cho lên chậu đây để xem cây giờ nó thế nào. Quên để à, đây thước đây rồi. Đấy các ông ấy đi xong rồi thì tôi hỏi anh Tiến rồi. Bạt ngàn xưa cao lắm, to lắm. Như này phải 2m2 nhưng hơi lỏng hoảng đấy. Ui xưa. Nhỏ đơn đi. Nhưng sao con này đéo có hoa nhỉ? Úi trời ơi. Mẹ nó to à? Đừng hỏi. Không hết được khuôn hình. Ui, con này to lắm. Con này xứng đáng đấy. Này tôi phải lùi lại không? Gần chục mét. Bảo bảo thằng em là đang đẹp đấy mày bán đi. Nó bảo em không 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 ấy. Ở gốc. Chán chưa? Úi xồ. Úi xồ. Ôi như đống rơm. Mẹ. Này đi. Ngủ được. Ui xồi. À, cái loại này thì ui xồi.